bạn muốn trở nên giàu có à? Kiểu như Bill Gates hay một vị vua thời Trung Cổ? Không, phải như một hoàng đế chứ. Sao cơ? Bạn muốn có nhiều tiền hơn người giàu nhất trong lịch sử loài người à? Được rồi, vậy bạn cần bao nhiêu tiền để đứng đầu đây? Xem nào. Oprah Winfrey là người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử sở hữu và sản xuất talk show của riêng mình. Ai cũng muốn trở thành khán giả trong phòng quay đó để được nhận những món quà hào phóng như xe hơi, tiền mặt và những chuyến đi miễn phí. Dù con đường hoa hồng ấy trải đầy gai, nhưng Winfrey đã tích góp được khối tài sản ấn tượng lên đến 2,6 tỷ đô la đấy. Giá trị tài sản dòng của Ralph Lauren chỉ khiêm tốn ở mức 6 tỷ đô. Nhà thiết kế thời trang này hẳn là chưa bao giờ ngờ được điều ấy xảy ra khi ông viết chỉ một từ về mục tiêu cuộc đời trong cuốn kỷ yếu của trường đó là triệu phú. Một trong những cái đầu vĩ đại nhất của thời đại, Steve Jobs có khối tài sản lên tới 10 tỷ đô la. Ông bỏ học để làm việc tại một công ty trò chơi điện tử, nơi ông được biết đến là gã lập dị hay nhúng chân vào bồn cầu tại nơi làm việc để giảm căng thẳng và chỉ ăn một loại thức ăn trong nhiều tuần. Jobs đã phải bán xe hơi của mình để thành lập công ty riêng và kiếm được 1 triệu đô đầu tiên ở tuổi 23. Người tiếp theo kiếm sống bằng cách làm việc trong một nhà máy rồi mở cửa hàng của riêng mình. Và sau này, nơi đây đã trở thành công ty kính mắt lớn nhất thế giới khi sản xuất kính cho các nhãn hiệu thiết kế như Ray-Ban, Giorgio Armani, Prada, Chanel và Versace và v.v. Không có gì là lạ khi Leonardo Del Vecchio có tài sản lên tới 18 tỷ đô la. Kỹ sư và CEO của SpaceX Elon Musk đã thực hiện dự án đầu tiên của mình, một trò chơi có tên Blaster khi mới 12 tuổi và trở thành triệu phú vào năm 20 tuổi. Ngày nay, ông kiếm được khoảng 20 triệu đô mỗi giờ và có khối tài sản trị giá 32 tỷ đô. Jack Ma là nhà sáng lập của một trang web thương mại điện tử hàng đầu hiện nay. Ông là một trong số những người giàu nhất ở châu Á, nắm trong tay 40 tỷ đô. Sau khi tốt nghiệp đại học, ông bị nhiều nhà tuyển dụng từ chối, ngay cả với vị trí làm việc trong cửa hàng ăn nhanh. Và rồi ông đã rút ra bài học rằng, thành công nghĩa là quen với thất bại. Vương chủ giàu nhất hiện nay chính là vị vua Thái Lan mới đăng quang. Giá trị tài sản dòng của ông ước tính là 43 tỷ đô. Con số này tương đối nhỏ so với sự giàu có của các vị vua và hoàng hậu mà chúng ta sắp thấy. Nhưng con số ấy lại lớn hơn nhiều so với nữ hoàng Elizabeth đệ nhị, trong khi bà là nữ hoàng giàu nhất thế giới với khối tài sản 520 triệu đô. Alice Walton là một trong những người thừa kế của một đế chế mua sắm giảm giá trị giá 54 tỷ đô. Bà hiện là người phụ nữ giàu nhất thế giới nhưng lại không muốn tập trung vào việc kinh doanh của gia đình, mà thích tham gia các chương trình từ thiện và ủng hộ nghệ thuật. Người trẻ nhất trong top 40 của Forbes là Mark Zuckerberg. Bạn biết đến nhân vật này vì Facebook, nhưng anh chàng ấy cũng thích phát triển tàu thám hiểm mặt trời. Trí thông minh dễ nhận thấy của anh đã giúp ông chủ Facebook kiếm được 65 tỷ đô ngay khi mới ở độ tuổi 30. Warren Buffett được biết đến là nhà đầu tư vĩ đại nhất của thế kỷ 20. Ông tạo ra của cải khi tìm thấy những món hời từ các công ty bị định giá thấp. Đáng ra ông đã có thể vượt qua Bill Gates nếu xét về độ giàu có, nhưng ông lại dành 34 tỷ đô la để làm từ thiện và chỉ giữ lại cho mình 76 tỷ đô la. Nữ hoàng Ai Cập Cleopatra kiểm soát các ngành công nghiệp lớn nhất của đất nước. Tài sản của bà hiện được ước tính là 96 tỷ đô, nhưng con số đó có thể cao gấp 3 hoặc 4 lần. Không chỉ sở hữu sắc đẹp hơn người, mà trí thông minh cũng khiến bà trở thành một nhà trị vì tài ba. Bà nói được vài ngôn ngữ và có học thức cao. Mặc dù Bill Gates không còn là người giàu nhất hiện nay, ông và 104 tỷ đô của mình vẫn đang giữ vững vị trí số 2. Ông đã từ bỏ việc quản lý Microsoft, nơi ông từng ghi nhớ tất cả các tấm biển số xe của nhân viên để xem ai đi làm đúng giờ và ai đi làm trễ. Quỹ Melinda của ông và vợ hiện đang nỗ lực giúp giải quyết các vấn đề về sức khỏe trên thế giới. Người giàu có nhất trên trái đất hiện nay là Jeff Bezos. Ban đầu, trang web nổi tiếng của ông chỉ bán sách, nhưng sau đó, nó đã phát triển thành một nơi bán buôn thành công nhất từng có. Bezos hiện có số tài sản trị giá tới 124 tỷ đô, nhưng ông còn cách rất xa với người giàu nhất từng được biết đến trong lịch sử đấy. Không phải tiền nào cũng được kiếm ra từ những công việc vất vả và trung thực. He Sheng là một thống sư thời nhà Thanh tại Trung Quốc. Ông được hoàng đế sủng ái và nâng đỡ để góp nhặt khối tài sản tương đương 132 tỷ đô ở ngày nay.
William de Warenne là một nhà quý tộc người Normand ở Anh vào thế kỷ 11. Ông ta sở hữu nhiều lâu đài và nhiều vùng đất. Ở thời điểm hiện tại thì những tài sản này nghe có vẻ ít, nhưng tổng giá trị được ước tính là 146 tỷ đô la. Có những người bạn tốt thật tuyệt, đặc biệt là khi bạn có sự bảo trợ của nhà trinh phạt William. Alan Rufus là một quý tộc thời Trung Cổ đã giúp đỡ nhà vua và được thưởng rất hào phóng cho sự phục vụ của ông. Theo đó, lòng biết ơn này trị giá đến 150 tỷ đô. Nữ hoàng Isabella đệ nhất của xứ Castile là một huyền thoại vào thời đại bà còn sống. Bà đã tài trợ cho cuộc thám hiểm thế giới mới của Columbus. Chà, cũng hợp lý thôi. Nữ hoàng sở hữu số vàng có trị giá lên đến khoảng 200 tỷ đô để chi tiêu mà. 200 tỷ đô cũng chính là số tài sản của một nhà tiên phong về ô tô, người đã biến xe hơi trở thành một phương tiện gần gũi hơn cho thường dân. Nhân vật này cũng là người đã khiến quá trình sản xuất xe hơi trở nên dễ dàng hơn. Vâng, tôi đang nói về Henry Ford đấy. Đại phú Jacob là người đàn ông giàu có nhất châu Âu trong thế kỷ 16, sau khi kiếm được lượng tài sản đầu tiên của mình thông qua ngành ngân hàng. Ông đã kinh doanh khai thác mỏ. Tài sản của ông ước tính khoảng 220 tỷ đô, hay thậm chí có thể gấp đôi số đó. Bản thân nhà trinh phạt William được cho là sở hữu 228 tỷ đô. Ông là vị vua Normand đầu tiên của Anh và đã giúp xây dựng nên nhiều đài tưởng niệm như Tháp London, Lâu đài Windsor, Pevensey và Dover. Mir Osman Ali Khan cai trị xứ Hyderabad tráng lệ ở Ấn Độ vào giữa thế kỷ 20. Của cải của ông ước tính khoảng 230 tỷ đô. Sa hoàng Nicholas đệ nhị là nhà lãnh đạo cuối cùng của đế quốc Nga và sở hữu 300 tỷ đô vào thời của ông. Từ Scotland đến Mỹ với bàn tay trắng, Andrew Carnegie bắt đầu với việc làm một công việc được trả lương rẻ mạt. Sau những lần đầu tư thành công, ông đã thành lập một công ty thép và kiếm được một khoản tiền theo tỷ giá ngày nay sẽ là 310 tỷ đô la. John D. Rockefeller là người Mỹ giàu nhất trong lịch sử. Tài sản của ông sẽ tương đương 367 tỷ đô của ngày nay. Giống như Carnegie, ông cũng nổi tiếng với lòng thương người của mình. Mansa Musa là một nhà lãnh đạo ở đế chế Mali tại Tây Phi thế kỷ 14. Đế chế của ông chiếm một nửa nguồn cung cấp vàng cho thế giới. Theo tỷ giá hiện nay, khối tài sản khổng lồ của ông sẽ tương đương 400 tỷ đô. 1,5 nghìn tỷ đô, đây là quyền lực kinh tế của Catherine Đại Đế. Bà là nhà cầm quyền nữ trị vì lâu nhất ở Nga. Nhờ vào những cải cách và hỗ trợ đối với nghệ thuật, triều đại của bà được coi là thời đại hoàng kim của Nga. Augustus Caesar là một nhà cai trị tại đế quốc La Mã và ông kiểm soát 1/5 toàn bộ nền kinh tế thế giới. Vào thời đó, ông có trong tay tới 4,5 nghìn tỷ đô. Đến thời điểm hiện tại thì Cleopatra không phải nữ pharaoh duy nhất. Vào thế kỷ 15 trước công nguyên, Hatshepsut là người phụ nữ đầu tiên cai trị Ai Cập. Bà được nhớ đến vì là người đã xây dựng nhiều ngôi đền và mang lại một kỷ nguyên thịnh vượng cho Ai Cập. Tại thời hiện đại thì bà sẽ sở hữu 5,5 nghìn tỷ đô. Võ Tắc Thiên là nữ hoàng đầu tiên và duy nhất trong hàng ngàn năm lịch sử của Trung Quốc. Ban đầu, bà nhiếp chính để cai quản đất nước, nhưng sau đó bà đã được toàn quyền cai trị. Võ Tắc Thiên mở rộng đế chế của mình, biến nó thành đế chế lớn nhất vào thời điểm đó. Của cải của bà có thể đáng giá hơn 6.000 tỷ đô. Vào nửa sau của thế kỷ 16, Akbar đệ nhất cai trị đế quốc Mongol ở Ấn Độ. Ông đã bành trướng sự cai trị của mình ra một phần lớn thuộc khu vực tiểu lục địa Ấn Độ. Vì thế, của cải của ông có giá trị lên đến 21.000 tỷ đô ngày nay. Hoàng đế Tống Thần Tông đã cai trị Trung Quốc trong thế kỷ 11. Thời đại của ông được gọi là hòa bình thịnh vượng và phú quý dạt dào. Ông đã cải thiện cuộc sống cho người nghèo và tạo một sự khởi đầu cho hàng loạt những cải cách đi trước thời đại. Tài sản của ông sẽ có trị giá khoảng 30.000 tỷ đô hiện tại. Thật khó để nói chính xác người giàu nhất trong lịch sử sở hữu bao nhiêu. Kho báu duy nhất của ông là đất nước và những vùng đất rộng lớn. Ông không tích lũy để giàu có, mà chia sẻ mọi chiến lợi phẩm với binh lính và đội quân của mình. Nhưng giá trị tài sản ròng của ông được ước tính lên tới hàng trăm nghìn tỷ đô ngày nay. Và để trở thành người giàu nhất từng có, bạn phải vượt qua Thành Cát Tư Hãn, thủ lĩnh đầu tiên của đại đế chế lớn nhất trong lịch sử. Chả nào ông ấy lại giàu tới thế. Này, nếu bạn đã học được điều gì đó mới hôm nay, thì hãy cho video này một like và chia sẻ cho bạn bè mình ngay nào.
Và đây là một vài video hay ho khác dành cho bạn. Hãy chọn video trái hoặc phải, nhấn vào đó và thưởng thức, luôn đồng hành với Soi Sáng nhé!